Hơn một tháng nay, căn phòng này sáng đèn liên tục sau gần 5 năm im lìm. Từ một khu tái định cư bỏ hoang, nó được cải tạo thành bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID. Đây là lựa chọn khả quan nhất của chính quyền trong bối cảnh thành phố đã trở thành một bệnh viện khổng lồ. Tất cả bác sĩ, bệnh nhân đều lần đầu tới đây. Cũng đã từng chăm sóc bệnh nhân cấp 1 rồi, nhưng mà với một cường độ làm việc ở những bệnh nhân nặng như thế này thì thật sự đây là lần đầu tiên ngoài sức tưởng tượng, vì là rất nhiều bệnh nhân nặng và nhiều bệnh nhân, nghĩa là người ta những cái bệnh này thật ra là chưa bao giờ mà tưởng tượng ra những cái bệnh mà nó có thể là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân nhanh như vậy. Trước lần danh sinh tử của bệnh nhân, bác sĩ là lá chắn cuối cùng nắm giữ cơ hội sống của họ. Dù chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đi, nhưng chị Hòa không tưởng tượng thực tế lại khốc liệt như vậy. Chuyến đi dự kiến khoảng 2 tuần, nhưng đã 4 tuần trôi qua. Ngày về của chị và 32 y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương xem ra vẫn còn xa. Lúc này, quan trọng hơn tất cả là tính mạng của các bệnh nhân. Và có những bệnh nhân cũng tử vong, thì bọn tôi cũng có thể tôi xử lý. Mà lần đầu tiên làm những việc đấy, và bác sĩ điều dưỡng thật sự lần đầu tiên làm thì hơi cảm thấy nó cũng hơi sốc thật sự là, nhưng mà rồi công việc mà, thì làm được 2-3 ngày thì nếu mà mình không làm mình mà chững lại bản thân mình mà cảm thấy mình đặt là cương vị bệnh nhân nhưng mà mình mà không vững vàng ấy thì cũng không thể làm được giúp được cái gì cho bệnh nhân, bởi vì rất nhiều bệnh nhân như thế, rất nhiều bệnh nhân mình có thể mình một bệnh nhân này mình chú trọng một bệnh nhân này quá thì có thể một bệnh nhân khác có thể mất cơ hội. Cho nên tôi làm một việc rất là nhanh. Nếu mà bệnh nhân mà có vấn đề gì tôi xử lý rất nhanh để còn dành cơ hội cho bệnh nhân khác. Nhất là những bệnh nhân có khả năng mình còn trẻ và có cơ hội nhiều hơn. Bác sĩ Trương Việt Cường chưa một ngày nghỉ ngơi, ngay cả khi bị dính COVID. Có khác chăng, anh phải làm việc trong khu điều trị bệnh nhân ở 2 vai trò. Một là tự chăm sóc cho mình với trách nhiệm của một bệnh nhân F0. Hai là điều trị cho các bệnh nhân cùng tầng với tư cách của một bác sĩ. Bình thường công việc của mình khi mà mình chưa mắc bệnh thì mình nhận điều phối cái ca F0 từ cộng đồng mà để nhập viện khu điều trị COVID số 6. Đó, thì ở đây hiện nay mình vẫn tiếp tục công việc đó. Và bên cạnh đó thì mình nhận thêm cái công việc mới nữa, tức là mình tham gia hỗ trợ cùng với các anh chị tại phòng bệnh. Từ buổi sáng thì mình đi khám bệnh, mình được phát thuốc cho bệnh nhân. Ngoài ra thì trong quá trình mình điều trị ở đây thì có những cái ca bệnh cấp cứu thì mấy anh em ở phía dưới nhờ mình hỗ trợ, tức là mình sẽ cái người đầu tiên để tiếp cận bệnh nhân. Nên sau đó mình thăm khám và mình sẽ báo tình hình, mình sơ cứu trước, sau đó mình sẽ báo tình hình cho mấy anh em ở phía dưới để có thể hỗ trợ thuốc này hoặc là cung cấp oxy, hoặc là để chuyển bệnh nhân từ cái phòng bệnh đi xuống phòng cấp cứu. Không ai bắt anh làm như vậy, nhưng lương tâm của một thầy thuốc khiến anh không dám nghĩ cho riêng mình. Hàng chục bác sĩ và nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện này bị nhiễm COVID đều hành động như anh. Họ là liều thuốc tinh thần cho những bệnh nhân đang trong cơn khủng hoảng tâm lý. Bác sĩ Cường anh nghĩ. Gia đình này, cả nhà bị nhiễm COVID. Khi vào đây, họ được sắp xếp ở trong một căn hộ 2 phòng ngủ.
được ở bên nhau và cùng nhau vượt qua bệnh tật là điểm tựa tinh thần cho các thành viên có thêm sức đề kháng để hồi phục nhanh hơn. Ở đây rất là thoải mái, bác sĩ rất là tận tình nhé. Có thăm hỏi thường xuyên luôn. Rồi có một cái rộp á, để khi nào mà mình cần thuốc hay là cần những cái nhu yếu phẩm gì thì mình có thể là báo lên nó để người ta hỗ trợ xuống. Căn phòng này là nơi ở và cũng là phòng làm việc của 4 bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy. Họ được coi là bộ khung về chuyên môn của bệnh viện dã chiến này. Bác sĩ Hiếu, Bảo, Giang, Dũng có nhiều kinh nghiệm về hồi sức cấp cứu. Đối với bệnh nhân COVID, đặc biệt là bệnh nhân có bệnh nền, nguy cơ suy hô hấp rất cao. Vì thế, hồi sức cấp cứu là vấn đề mà các bệnh viện điều trị COVID đặt lên hàng đầu. Đó là câu chuyện của hiện tại. Còn thời điểm đầu tiên, khi các anh nhận nhiệm vụ ở đây, mọi thứ không phải như vậy. SPO2 76%, sẽ chuyển xuống lầu 3 mời được thở oxy. Cho chú thở oxy nha, chú mệt lắm biết rồi. Ok. Hút mask có túi cho anh. Chỉnh 10 oxy 10 tới 15 lít phút. Chích một mũi Lovenox 0.4 ml cho anh nha. Khi bước đến bệnh viện dã chiến thì nó là một khu chung cư. Khu chung cư chỉ có cái phần khung thôi. Mọi cái chúng ta phải bắt đầu tạo lập từ đầu. Từ quy trình làm việc, từ hậu cần, từ chỗ ăn chỗ ở của chính bản thân những y bác sĩ, rồi mình lo cho mình, vừa lo cho mình mà vừa lo cho những bệnh nhân, tại vì áp lực từ bên ngoài bệnh nhân quá đông, chúng ta không có đủ thời gian để mà tạo lập những một cái bệnh viện cho nó hoàn chỉnh, rồi mà đó bệnh nhân không còn thời gian nữa. Việc đầu tiên các anh làm là triển khai công tác phòng chống nhiễm khuẩn. Tiếp đến là đưa hàng nghìn chiếc ghế bố, quạt lên các tầng nhà. Các căn hộ thiết kế để cho các gia đình sinh sống khác xa với các điều kiện tiêu chuẩn của bệnh viện. Nhưng đã là bệnh viện dã chiến thì còn đòi hỏi gì nữa? Có được mặt bằng để che mưa che nắng là tốt rồi. Dường như cả thành phố lúc này, bất cứ chỗ nào phù hợp đều có thể được tận dụng làm bệnh viện, mới đủ chỗ để tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân COVID nhập viện mỗi ngày. Do là nói thẳng là vất vả vô cùng, điều trị bao nhiêu con người đó, người ta chỉ kêu có cơm, nước và sinh hoạt. Ở bẩn họ cũng kêu, quét nhà, lau nhà, chổi, đồ lau nhà, thiếu họ cũng gọi, nước chưa có được cấp họ cũng gọi, bàn cầu tắc cũng kêu, tàn kêu bác sĩ không, bác sĩ đâu có làm khoảng đó, rồi cuối cùng bác sĩ cũng lên, cũng làm. Đó, bác sĩ Hiếu nè, là dẫn cả một đội quân đi, và là vệ sinh sạch cái tầng hầm. Tất cả bệnh viện khi đó chỉ có hơn 100 y bác sĩ và dân quân để bắt tay vào việc. Hàng nghìn bệnh nhân COVID đã được tiếp nhận trong điều kiện vật chất nhiều thiếu thốn. Thang máy còn chưa hoạt động được.
vận chuyển thiết bị y tế, đồ dùng của bệnh nhân đều phải mang vác bằng sức người. Bệnh nhân đói, khát sau cả ngày làm thủ tục di chuyển từ trung tâm cách ly tới đây. Họ la hét, phản ứng với tất cả những người phục vụ họ. Bác sĩ Hiếu khi đó đưa ngay ra phương án phải mua ấm siêu tốc cho bệnh nhân tự đun nước uống, tự nấu mì tôm ăn. Trong lúc chờ lãnh đạo bệnh viện giải quyết, các anh đã bỏ tiền cá nhân để mua mấy trăm ấm siêu tốc, trang bị cho từng phòng để giải quyết tình thế cấp bách. Mình vô một cái trung tâm mà trời ơi, bệnh thì quá trời bệnh, thiếu thốn thiếu trăm bờ. Rồi chúng ta săn tay vô làm việc thôi, rồi làm việc rồi làm tới đâu tính tới đó. Thiếu thốn cái này thì ta suy nghĩ đắp chỗ này, thiếu chỗ kia ta đắp chỗ kia. Rồi tới cái câu chuyện thiếu bình oxy, thiếu oxy. Oxy, bình oxy thì không thiếu, mà nó lại bị thiếu cái đầu oxy. Rồi dân thì cũng bệnh đông quá, siêu hấp nhiều quá. Rồi mình lại nghĩ tới cái câu chuyện là chia oxy. Chả ai nghĩ tới cái chuyện mà đem cái oxy hồ cá, rồi đem cái đồ chia hồ cá, rồi chia cho người thở. Nghe nó, mọi người nghe nó cũng hơi sốc, không biết thở kiểu gì đây. Nhưng mà thực sự là mình chỉ dùng cái bình oxy của con người, mà vật tư y tế là từ hồ cá. Rồi mình mới làm đến câu chuyện là chia oxy cho bệnh nhân thở. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, nên bác sĩ Hiếu luôn tìm cách vượt lên hoàn cảnh. Dịch bệnh ập đến, anh và đồng nghiệp tới đây để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện làm việc khác xa môi trường bệnh viện Chợ Rẫy. Khoa cấp cứu 4 được lập nên để giải quyết vấn đề suy hô hấp khi bệnh nhân COVID có bệnh nền trở nặng. Phòng nhỏ, ít giường, không có hệ thống oxy được thiết kế hoàn chỉnh. Vì thế buộc phải hoán cải, tăng thêm đầu oxy để oxy tới được với nhiều bệnh nhân hơn. Từ khi nâng lên tầng 3, bệnh viện dã chiến số 6 không chỉ dừng lại ở thu dung mà còn làm cả công tác điều trị bệnh nhân COVID có bệnh nền. Lúc nào cũng có hàng trăm bệnh nhân suy hô hấp cần thở oxy, trong khi đồng hồ oxy rất hiếm. Lúc khó khăn, sự sáng tạo thường có đất phát huy. Bác sĩ Hiếu nghĩ ngay đến đồng hồ chia van oxy thường sử dụng trong các hồ nuôi cá. Anh mày mò, thử nghiệm và thành công. Từ một van, anh chia được ra 5-6 đường oxy để phục vụ được cùng lúc 5-6 bệnh nhân trên một bình oxy như trước. Nếu cái kim nó ngã xuống đây, cái kim bắt đầu ngã rồi xuống đây, thì nó gọi là giảm áp. Được chưa? Khi cái này nó giảm xuống đây, buộc cái này mình phải bỏ, thì nó giảm áp, thì mình sẽ đi qua cái van này. À, van này. Van này là đây, đây, như ram rồi. Bây giờ mở lên chút xíu, khi nó tụt cái này, nhích cái này lên một chút xíu, thì cái này van này đi theo hướng này, là mở. À, mở oxy. Cái oxy nó cũng là cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình điều trị COVID, cho nên không thể nào nói thiếu oxy được. Oxy là phải tới mũi bệnh nhân cái đã. Nói gì thì nói oxy phải tới mũi. Siêu hô hấp là phải có oxy tới mũi. Rồi thuốc men là phải đi song hành với nó thì mới giải quyết được cái bài toán bệnh tật. Đây là khoa dã chiến trong bệnh viện dã chiến. Các dấu tích còn lưu giữ những ngày đầu lập khoa cấp cứu 4 tại đây. Một căn hộ chưa đầy 100m², nhưng xếp đến 20 chiếc ghế bố để cấp cứu bệnh nhân COVID. Bình oxy phải để bên ngoài, kéo dây vào để bệnh nhân thở. Môi trường khốc liệt của bệnh viện Chợ Rẫy về chuyên môn được phát huy tác dụng tại đây. Các bệnh nhân trở nặng khá nhiều, ngày nào cũng như một cuộc chiến. Nhưng cái căng thẳng hơn là vấn đề chữa hay chuyển lên tuyến trên. Trước sự quá tải của bệnh viện, nếu mình chuyển sớm quá thì mình an toàn, nhưng lại gây quá tải cho các đồng nghiệp. Nếu giữ lại thì phải đối mặt với việc làm thế nào để hồi sức cho bệnh nhân. Các anh kiến nghị với lãnh đạo bệnh viện dành tầng 1 để làm việc này. Đứng trước sinh mạng của bệnh nhân, trước sự quá tải ở các bệnh viện, bệnh nhân khó khăn lắm mới tới được bệnh viện, mà khi suy hô hấp
các anh không nỡ chuyển bệnh nhân mà cố gắng giữ lại để hồi sức cho họ qua cơn nguy kịch, lại chuyển về điều trị bệnh nền. Lúc đó, bệnh nhân chỉ còn chỗ bấu víu duy nhất là bác sĩ. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu được suy nghĩ, hành động của bác sĩ lúc cận kề sinh tử. Mình làm ngành y á, thì cũng đã hầu như là quá quen thuộc đối với mọi than phiền, trách móc. Kể cả khi mình đã tận tụy hết sức, hết mọi cái đã có, nhưng mà đôi khi mình cũng không có được hoàn toàn sự hài lòng, sự thông cảm của bệnh nhân và thân nhân. Chuyện đó cũng là thường gặp. Và đứng trước dịch bệnh, mọi nỗ lực cố gắng của toàn xã hội, của lãnh đạo, của chính quyền, của lãnh đạo bệnh viện, cũng như của các nhân viên y tế, rồi bên quân đội, cũng như dân quân hỗ trợ thêm, thì lúc nào cũng sẽ có sự không hài lòng. Và mình thấy chuyện này nó gần như là không ảnh hưởng đến tâm lý, mà mình thấy việc phục vụ thì cứ phục vụ. Đối với sự không hài lòng của họ thì mình có thể mình sẽ cố gắng để mà giải thích. Còn các cái luồng ý kiến trái chiều về cái công cuộc chống dịch của xã hội thì nó nhìn chung nó là cái luồng xã hội dư luận khác nhau. Tuy nhiên cũng không có một chút nào để gọi là gây hoang mang hay là làm chùn bước hay làm giảm bớt cái nhuệ khí của những bác sĩ trong chống dịch. Cờ xanh á, cờ đỏ, cờ vàng là cờ đỏ là bệnh nhân nặng. Qua cờ vàng là bắt đầu mình cao, khi từ qua cờ xanh coi như là bắt đầu bệnh nhân cao mổ. Chân tay đầu óc luôn vận động, nghe điện thoại mọi lúc mọi nơi. Mệt nhưng mà vui. Ngoài bộ khung là 4 bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, còn có một số bác sĩ ở bệnh viện phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện phụ sản Trung ương, bệnh viện đa khoa Lạng Sơn, bệnh viện Nhi Hà Nam. Mới đây thêm một số y bác sĩ ở bệnh viện tâm thần Trung ương tham gia để gây dựng bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID số 6. Trước số lượng bệnh nhân ngày một tăng, sức người cũng có hạn. Nhưng các anh vẫn không ngừng cố gắng để cứu bệnh nhân. Ở đây mình chỉ nói rồi, mình giang tay ra mình làm. Hai lọt ở đây mình giang tay, mình cố gắng mình làm. Ở ngoài kia mình biết còn rất là nhiều. Nhưng mà mình không thể nào mình chạy theo mình rước người ta thôi. Đó là trách nhiệm của cả xã hội này. Trách nhiệm của cả xã hội. Thế còn nếu bất thiếu tất cả quốc gia ở đây thì giao cho vài trăm vài ngàn bệnh nhân thì cũng được vài trăm vài ngàn. Còn ngoài kia nhiều thì cái chuyện là chuyện của quản lý nhà nước của mấy anh em thì mình hết lòng. Còn mình tới đây là mình phải làm tốt cái chuyện của mình ở đây. Đây được gọi là con đường tơ lụa trong bệnh viện dã chiến. Nó là con đường một chiều duy nhất để vận chuyển người và thiết bị, đồ ăn uống. Vì vậy, các lực lượng thường xuyên gặp nhau. Họ chỉ nhận ra nhau qua lưng áo ghi tên từng người. Hơn một tháng qua, họ đã gắn kết với nhau qua công việc. Dù đơn vị khác nhau, nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều chung một mục đích. Em chỉ mong là nếu mọi người ổn, em có thể góp chút phần nào chăm sóc mọi người mà mọi người khỏe được về với gia đình, đoàn tụ được với gia đình thì là em mừng rồi. Điều đấy là cái điều động viên mà cũng là cái gọi là để mình phấn đấu để giúp đỡ mọi người chiến thắng được cái dịch bệnh này. Em khỏe không? Dạ, cũng đỡ. Cao oxy được không chưa? Từ chiều qua.
chưa? Làm mọi cách để bệnh nhân trở về được với gia đình. Đó là mục tiêu duy nhất của các y bác sĩ. Nhìn thấy bệnh nhân khỏe, đi lại được là y bác sĩ mừng. Đến ngày ra viện thì còn mừng nữa. Nhưng cũng có những điều mà chỉ trong lúc gian khó mới nhận ra và thấu hiểu. Phòng của em ăn cơm hay gì đó, không biết không ngon hay là sao không hợp khẩu vị sao mà ném xuống ngay, tại vì tầng của y tế ở là ở tầng 1 thì cũng chung dãy giống như vậy, giống như ở tầng 1 dưới vậy đó, ném xuống vậy đó. Vậy đó. Cũng buồn mà mình bỏ công ra xa nhà, xa gia đình vô đây làm ngày đêm luôn, nhiều trường hợp có nhiều anh em y tế mà bị người dân họ ném đồ xuống, tức cũng không biết làm gì, đứng khóc thôi. Hôm nay tại bệnh viện này có hơn 400 bệnh nhân xuất viện. Trung bình mỗi ngày cũng từ 200 đến 300 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện. Có người ở đây 2 tuần, có người ở cả tháng mới được xuất viện. Càng ở lâu, họ càng lưu luyến hơn khi phải chia tay nhau. Bác sĩ lo như thế là rất tuyệt vời. Tôi thấy rằng là còn cái nhu cầu của người dân nó thì nó vô cùng lắm. Thế nhưng mà so với cái tình hoàn cảnh điều kiện của đất nước ta cũng như là tình hình của địa phương ta như thế này thì phải nói rằng là tuyệt vời rồi. Ăn 3 bữa như thế này, quân đội lo như thế này rất là tốt. Không có phải nói rằng là tôi chưa từng là gặp một cái tiếng phàn nàn hoặc là cái tiếng kêu ca gì của những người mà đến đây là điều trị. Nó bị giới nghiêm. Cuộc chiến chống COVID vẫn chưa có điểm dừng. Bệnh nhân vào viện trách nhiệm ngày càng lớn, áp lực lên y bác sĩ càng cao. Vì vậy, phải có chiến lược rõ ràng. Đó là phải đánh sớm để không trở nặng. Nếu nặng, phải hồi sức kịp thời để đưa bệnh nhân trở về cộng đồng. Quan trọng nhất là con người. Con người có tâm huyết và hiểu biết sâu về hồi sức là đủ. Cả bác sĩ ở đây nè, cũng giống như bệnh nhân thôi. Ở đây có rất là nhiều nhóm bác sĩ từ các nơi khác nhau. Bệnh viện Chợ Rẫy nè, Bệnh viện Đại học Y Dược nè, Bệnh viện Trung ương nè, Phụ sản Trung ương nè, Bệnh viện Y Thế Bình nè, họ tập trung vào đây để cứu người thôi. Nhưng mà cũng khác vùng miền, khác cách quản lý, khác là nhưng mà khi mà làm thì anh em cùng
coi như là va chạm, rồi rút tỉa kinh nghiệm, rồi trao đổi với nhau. Đứng trước đại dịch như vậy, bác sĩ là tấm lá chắn để bệnh nhân họ dựa vào, thì không có lý do gì mà mình nhục chí hay là cầu an cho bản thân mình cả. Phải dấn thân để mà, đó là trách nhiệm, đó là danh dự, đó là lòng tự trọng nữa. Cái tới đây là mình đã biết tới đây là mình là chiến sĩ rồi, mà chiến sĩ là chắc tay súng không có lùi, không có đường lùi, không có đường lùi, làm cái gì nó đi tới thôi, làm cứu được ai, làm được gì cho họ, mình cảm thấy đêm về một xíu. Chờ anh em nhé, cười lên. Anh không thể giữ cho riêng mình. Đợi anh em nhé, tạm xa mãi nhà tiếng gió âu. Ngược chiều gió đi trong hiểm nguy tiếng ai. Dành sự sống với bớt đi bao nỗi buồn, tặng mình từng giây từng phút, thương người còn bao đớn đau, tìm ánh sáng xua đi màn đêm tối đen rét lạnh thành phố, bao đêm cùng anh thức cho vì anh biết chiến thắng không xa đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.